Chào anh em nha. Hôm nay mình sẽ đi hái trái môm rừng các bạn. Đi trái môm trái này nè, để mình chỉ cho. Chỉ cho anh em nha. Anh em nào chưa biết trái môm thì mình chỉ nè. Này là gọi là trái môm nha. Bên mình gọi là trái môm, không biết tiếng Việt gọi là gì nữa. Chắc nhiều người chưa biết trái này đâu. Này, mình lột vỏ ra để coi. Này, trái môm nha. Đây là trái môm nè. Yeah. Rồi. Này, đó. Này là trái môm. Môm qua chừng này. Này, lột vỏ nè. Lột cho các bạn thấy nè. Đó, này trái môm nha. Ăn rất ngon mọi người. Ăn ngon lắm mà. Nè, cho thử trái nha. Ngon tuyệt vời. Cũng thử như trái gì, như trái táo mà nó ngon hơn trái táo nhiều các bạn. Tự tựa như nho. Nho thì nó hơi ngọt xí. Ngọt hơn cái này. Cái này thua nho thôi. Cũng ngang tầm với trái nho. Này rất quý hiếm nha các bạn. Giờ các bạn theo dõi mình đi hái nha. Trái nhiều lắm các bạn. Trái xum xê luôn. Trái nào chín vàng mình sẽ hái nha các bạn ơi. Trái nào còn xanh giống cái này là còn non nha. Chưa hái được các bạn. Trái nào chín vàng vậy đó. Này mới chín rồi đó. Mới chín vàng vậy mình sẽ hái nè. Đây. Mình lựa trái nào chín chín mình hái. Nó rất nhiều mọi người. Mình để lâu ngày quá mình không hái. Nó rụng quá chừng dưới đất này. Trái môm nha. À, trái môm. Giới thiệu anh em trái môm như đây rồi. Khi nào mình hái xong mình sẽ quay tiếp với các bạn. Chứ giờ giữa trưa nắng nóng vậy cầm máy quay cũng kỳ cực quá. Các bạn đó ha. Nắng nóng quá. Nắng nóng mình hạn chế quay các bạn. Chưa nóng máy quá, máy nó không có hoạt động được luôn các bạn. Giờ mình sẽ hái xong rồi mình sẽ cho các bạn xem nữa nha. Giờ ok. Giờ mình đi hái đây. Nãy giờ mình hái được nhiêu đây mọi người. Đây. Nãy giờ hái được nhiêu đây hả? Được không? Giờ mình sẽ lột vỏ nha, cho các bạn xem cái thịt bên trong nha. Rồi mình sẽ lột vỏ nó nè. Đó. Trong rất là trắng trẻo đẹp nữa. Đó. Thế nào trên ấy đều như thế này cả. Coi nè. Cái này có sâu không mọi người? Này dục bỏ sâu nó ăn mất rồi.
này cũng sâu luôn các bạn, dục bỏ nha, bị thối rồi. Này cũng hư rồi, có bóp thấy mềm èo dục bỏ luôn. Đấy, được nhiêu đây mọi người? Được một nắm tay. Đó. Đây nha nè, cháy mồm rừng nha các bạn. Các bạn thích ăn thì nhớ follow kênh và đăng ký kênh của mình nha. Cảm ơn mọi người nhiều. Này ăn rất là ngon mọi người, rất là bổ. Này trái rừng các bạn, trái mọc tự nhiên, không phải trái ở nhà mình trồng đâu, không có thuốc thang, cứ ăn thoải mái. Ok, ăn rất ngon. Giờ mình ăn đi, ăn nha. Ok, ngon các bạn. Nhớ đăng ký kênh mình nha. Bye bye các bạn.